ở Mỹ gửi cho nội một cái phần quà. Đây là phần quà chim Tết cho ông bà ha. Nội đem lên chim bà cho chim Tết cho ông bà phần quà này. Hai chị em con. À, con có chúc cô Lan gì cũng như tất cả các mạnh thường quân của chú Đạt nè, cô dấu tên rồi đó. Chúc cô chú năm mới vui vẻ. Sống lâu trăm tuổi. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị à. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và hôm nay là những ngày cận Tết. Mai thì cũng đã trổ bông rất là nhiều rồi, báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ chào đón một năm mới, một năm 2023, năm Quý Mão. Thì cũng mong rằng một năm mới với nhiều thắng lợi mới, Bùi Hồ xin chúc bà con, cô bác, quý anh chị cũng như là tất cả các mạnh thường quân lời chúc sức khỏe, an lạc và cũng như là gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Hôm nay Bùi Hồ có mặt ngay tại một cái cây mai rất là đẹp luôn. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn thăm lại hoàn cảnh của ba bà cháu sống trong một cái căn trọ ộp ẹp, đó là bé Ngọc, bé Như với lại bà nội của mình. Hàng ngày phải len lỏi bán vé số theo những cái dòng người. Thì hôm nay cũng thay mặt mạnh thường quân là chị Lan ở Mỹ sẽ hỗ trợ quà Tết cho ba bà cháu cũng như là cho các bé có những cái số tiền lì xì vào những ngày Tết như thế này nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để mà đi dạo một vòng quanh thành phố Long Xuyên và nghe bà nội cũng như là bé Ngọc kể về cái câu chuyện những ngày Tết mưu sinh như thế nào. Đồng đèn nó bao nhiêu một cái chị? Dạ, 140 ha, một cặp hả? Rồi, xin Tết ngon lành rồi. Lì xì này bao nhiêu một chục? Chị nó có màu xanh nè, màu bây giờ nó ra nhiều màu đẹp lắm chị ơi. Lấy em 20 này đi. Chị ơi. Nhiều. Ủa sao cái bao nhiêu cái bông mà cháy ra. Chào bà nội ha. Chào bé Ngọc ha. Rồi, bữa nay là 28 Tết rồi, bà nội với lại bé Ngọc còn bán hả? Còn. Bữa 29 hai nó nghỉ rồi mình lên bán. Ngày mai là bé Ngọc nghỉ hả Ngọc? Chiều con bán xong chiều mai con bán. Sáng chị... bán nửa chiều. Ừ. Sắm đồ Tết rồi hết chưa? Thì bữa mới chú sắm rồi đó. Dạ. Ngọc hôm nay là con bán giờ này còn bao nhiêu tờ Ngọc? Sớm giờ lên bán còn 4-3 tờ. Còn 4-3 tờ. Mới đi bán hả phải không? Hồi tối là con lên hồi sớm. Con điện cho chú. Cho chú một đồng, chú một đồng. Con điện cho chú ăn cơm. Chú một đồng. Rồi là đêm hôm là con bán bao nhiêu tờ? Con bán 140. Con bán 140 tờ ha. Rồi hôm ngày có đi để cho bà nội kiếm thôi không? Không. Rồi Tết rồi, được mấy bộ đồ Tết rồi, tổng cộng là được bao nhiêu bộ rồi? 3-4 bộ. Làm găng chưa cười lên cái ơi. Bữa đó chú Đạt hứa mà chưa đi làm cho Ngọc nữa. Không thể đi quá luôn bu rồi. Rồi bé Như đâu mà ngờ nội? Như đi bán. Đi bán. Vậy là sáng giờ chưa bán được tờ nào hay mấy Ngọc? Dạ. Còn Tết 4 tờ. À, thì... bán chút hết rồi. Tết có dự định đi đâu không mấy Ngọc? Chơi. Con đi chơi ở đâu? Vòng vòng ở đây không à? Vòng ở đây à? Được nhiêu tiền lì xì rồi?
chú Nguyễn em mới cho con 1,5 triệu đó. À, là mai mốt có tính lập neo làm gì khỏi đi bán số không? Bà nội có sắm sửa gì Tết ở trong nhà chưa? Chưa mua cái là miếng đậm mà cúng ông rước, ông bà đó. Rồi cúng ông nội đó. Bây giờ hết lo tiền trọ đúng không? Bà nội bán đến mùng mấy bà nội mới nghỉ? Bán suốt luôn, có hai nó nghỉ luôn trời. Cho hai cháu nghỉ thôi. Bà không có cúng ông bà hay đi thăm ông bà gì sao bà nội? Không có nấu ở nhà đó, rồi cái mình cúng mình đi bán, rồi cái giờ nào cúng mình khám khám mới cúng, cúng một cái bán cái chưa về thì cúng. Sáng này nội cúng rồi ha, mẹ cúng bà. Bé Ngọc nói là đi vòng vòng ở đây rồi đi, có đi tắm hồ bơi gì không? Ủa? Được lì xì nhiêu rồi? Nên là 1,5 triệu từ chú Nguyễn. 1,160,000. 1,160,000. Bữa nay hình như là chú thấy con ốm ra đúng không? Có rồi. Được nhiêu ký qua này? Trước thì con được 50, giờ con còn có 47 hay 46. Thì ốm rồi. Ốm rồi. Nên nhìn cái mặt nhỏ xíu rồi. À, ăn quá mà ăn thì ăn mà có cái thức đêm á bà nè. Bắp. À chơi điện thoại. Tối là mấy giờ mới ngủ nữa Ngọc? Tối này 4 giờ sáng không mới ngủ. Ồ sao vậy? Chơi điện thoại. Chơi điện thoại. Giờ 2 phê chơi 2 tiếng đồng hồ. À trời. Chơi gì vậy? Con chơi gì? Con coi TikTok mà. À TikTok á. Làm tính làm TikToker hay vậy? Mỗi lần. Ở ngày có bị chú nào gạt không? Sao mình bán về 2 giờ rồi sao mình không ngủ, không buồn ngủ sao mà nằm coi điện thoại nữa tới 4 giờ dữ hả? Nó gì? Chưa buồn ngủ. Nói như như gì hả? Tết này có mong mày mà đồ mới ra này có mong ước gì không mấy Ngọc? Muốn có điện thoại mới, điện thoại con bị hư rồi. Ôi ôi, điện thoại mới mà đi bán rồi tối rồi mình về TikTok rồi coi TikTok rồi tổn sức khỏe rồi sao? Có mấy ngày kêu con đâu coi chơi đâu chơi gì đâu, tại điện thoại con bị hư mở không được nên con ngủ 3 ngày liên tiếp con ngủ, bữa nay con mới chơi điện thoại của em con. À, cũng thời gian qua đó thì cô chú cũng đã giúp đỡ con nhiều, với bà nội thì con có muốn nói lời nào với cô chú không? Cảm ơn cô chú. Chúc Tết đi. Chúc cô chú năm mới vui vẻ. Còn gì nữa không? Con có mong ước gì ngoài lì xì, có mong ước gì những ngày Tết không? Có tiền lì xì. Rồi, đi chơi trừ nữa. Ăn gà gán hả? Đi đâu? Đi chơi xong trừ tiền, không chờ có tiền. Ăn hết. À, trừ tiền làm gì? Mua đồ gì nữa? Mua đồ chơi. Mua đồ đi chơi. À, nay nhìn con sinh ra đó, nay ra dáng thiếu nữ rồi đó. Chú Đạt nói nó kìa. Mà chỉ còn chưa sửa lại hàm răng thôi đúng không? Trám lại hàm răng thôi đúng không? Hả? Có duyên là chỗ răng sâu đó đó. Bé Ngọc là năm nay nữa là nhiêu rồi? 13 tuổi. Tết này nữa nè. 13. 13. Dạ. 13 hay 14 chú quên rồi. 13. 13. Tuổi con cộp đúng không? Không biết. Bà nội có sắm sửa gì chưa? Có một cái điều mà hôm trước mà con có nghe ví dụ mà người ta nói lời ra tiếng giàu, ví dụ mà bà nội khổ gì mà người ta nói bà nội cho dai, bé Ngọc nói là bà nội muốn giúp đỡ người ta mà. Thì đó bà Thu là bà bữa nhảy la la đó, cái mơ lại cô hỏi. Khỏi nói tên. Cô hỏi cô nói sao bà kỳ quá à, tiền của tôi đưa thật số tôi bà bán cái lời vốn mà đưa tôi bà không lấy mà lấy ăn hết rồi trở ngược rồi bà đi nói là tôi cho bà mượn tiền đó. Bà nói tôi đâu có nói gì, tôi nói bà không nói gì bùm ben cho em. Cuối cùng là có không? Hả? Cuối cùng là không có mà bà kia bà im luôn. Không. Có nghĩa là bà nội là muốn giúp người ta thôi. Đúng rồi. À, mình lãnh này nè, giá tấp lắm ngoài mình đưa cho bà bán rồi bà đưa vốn mình, bà lấy lợi, bà lấy luôn vốn luôn bà ăn. Rồi cái vài bữa cái bà năn nỉ nữa, có đưa nữa, đưa viết cái tấm 19 triệu đó. Rồi trả được nhiêu rồi? Chưa có trả, bà nói thôi giờ tính bà 20 triệu nữa không, 19 là tính 19 tính 20, tôi ăn lời bà không có ngon.
rồi bà nói để qua Tết bà góp gần lần cho. Tôi nói bà nói chuyện kỳ, bà lớn mà bà nói chuyện kỳ quá, chứ đâu phải cho bấm miệng tiền góp đâu mà bà nói. Rồi bé Ngọc á, là thấy người ta nói bà nội vậy buồn không? Chưa. Con có giận bà không? Ai? Cái bà kia đó. Không. Sao ạ? À? Trời đứa đi có gì đâu giận. Bà già có gì đâu. Bà nhiêu tuổi rồi? Bà nói con bà 6 mấy tuổi, em bà 5 mấy tuổi. Em bà cũng bị, em bà gì đó, bị tật ở nhà. Nhưng mà thấy bà già cũng tội nghiệp, cũng giận đúng không? Mà buồn cho bà nội không? Bà trả gần 50 rồi 100 bà ngưng người trả. Mà cái từng nửa tháng, 5 bữa, gần bữa. Bé Ngọc bữa nay nhìn xinh gái quá đạt. Mấy chú mua đồ cho con rồi đó, không gà con có mua thêm đồ gì nữa không? Ừ. Không gà là có đi dạo vòng quanh làng hoa rồi, vòng làng hoa rồi chưa? Có. Đó. Em có đi qua bên Hiếu Báo, qua nhóc luôn. Đẹp không? Tết năm nay thì so với Tết năm rồi thì con thấy cái Tết nào nó vui hơn? Năm nay. Vì sao? Năm rồi thì cô biết đi chỗ nào cũng đóng cửa chứ. Nhà cũng đóng cửa. Có hồ bơi là nó mới đông. Ở đây thường thường con tắm hồ bơi ở đâu? Sao vàng. Con biết bơi không? Biết. Biết bơi luôn. Biết bơi trong hồ bơi nhưng mà ra sông không biết. Bơi tắm xong sợ cá chép. Sợ cá chép? Ờ, con cá chép. Cá chép nó có chút béo, sợ nó hả? Nó nhạt phè. Con tắm gặp nó không bơi mà. À. Tại trong hồ bơi nước trong con thấy đường bơi được không? Trong nước sông nó được bơi được. Ngày mai á là mình nghỉ bán rồi. Mình với bé Như nghỉ bán rồi, bà nội bán gì thì mình thấy bà nội bán gì mình có thương không? Thương. Thương sao mình không kêu bà nội nghỉ luôn? Nghỉ rồi tiền mai mốt đâu mà đóng tiền góp cho người ta. Không có tiền, không nghỉ rồi tiền đâu mà đóng, không bán số. Ngày bán lợi nhiêu rồi? Ngày bán được 400 đó, mà bỏ cho nó ăn uống rồi mình kia đóng ngày 250. Tiền góp á. Bây giờ nếu như mà người ta có cho nội nợ đóng tiền góp thì mai cho nội nghỉ đây, nội Tết nội chịu không? Là coi nghĩa là từ ngày 29 đến ngày mùng 3 là 4 ngày, ngày 400 là 1,2 triệu. Rồi 3 triệu 6. Đúng không? Ngày 400. Nhiều ngày, 4 ngày. 4 ngày hả? 1,6 triệu. À, bà nội nghỉ Tết 4 ngày đi. Chịu không? Có người đóng cho nội chịu không? 3 triệu 6. 1 triệu 6, lộn chú tính lộn cười hoài. Bao nhiêu? 1,6 triệu. Là sao 1,6 triệu chú không biết? Ngày 400. À. Là 1,6 triệu. 6 ngày là nhiêu? Ngày 400. 4 ngày là 1,6 triệu. 2 triệu. 2,4 triệu. Ô giỏi trời, mới học lớp 2 mà tính hay hả? 7 ngày luôn. 1,8 triệu. À. Ngày 500, 5 ngày. Nếu như mà ngày 500 mà 5 ngày 5 triệu 500, 5 ngày đó. Ngày 500, 5 ngày 500 ngày nhiều. 500 ngày. Đưa tay vậy nè. 500 triệu gửi. Hai triệu gửi. Ờ, hai triệu. Con nói con học mới đó, lớp 2 là con nghỉ mà đúng không? Mà sao tính hay vậy? Hồi đó cô dạy con tới phố chương 7 rồi đó. 7 danh 9. Nó là nhờ. Không, nhưng mà hồi đó dạy giờ lâu quá không quên rồi đó. Nó chỉ biết cộng tiền. Đó là nhờ cô Tư, cô dạy, cô nói nó sáng dạ, cô dạy. Cô khen con viết chữ đẹp. Ờ. Bây giờ con còn viết chữ được không? Được. Hay rồi. Cô chú dặn là nó chuyện dạ thương hay thương rồi. Để không quên là cô chú không có thương. Rồi bây giờ bà nội chịu không? Chịu rồi. Ngày 400 là 4 ngày, 1,6 triệu. Ta đưa 1,6 triệu cho nội để ta cho nội ăn Tết vui vẻ xinh dậy giống như mọi người. Chịu không nội? Chịu không? Tao biết. Nói chuyện nội nói chịu thì người ta giúp nội liền luôn. Ta gửi tiền ở Mỹ về gửi liền luôn.
Chị nội với mấy cháu nghỉ 4 ngày năm nay đi, mọi năm bán hoài à. Ừ, năm nào cũng bán rồi. Nhưng mà năm nay người ta lấy nội già, người ta gửi tiền cho nội Tết, nội nghỉ, hiểu không? Chị mà chưa có mua dưa, mua ít cho bự gì trơn. Có cho tiền nội mua đồ luôn. Dạ nội khỏi đi bán à. Chịu không Ngọc, chịu không? Hả? Chịu cho bà nội nghỉ. Vậy con nói gì? Chịu. Tất nhiên có chịu hả? Bà nội chịu không? Có thì nghỉ nhà cho khỏe. Méo tay. Rồi. Hứa nha, con gặp bán là con giận. 29, 30, mùng 1, mùng 2 là bà nội nghỉ. 29, 30, mùng 1, mùng 2 là... Mùng 3 5 ngày luôn. Cho 5 ngày luôn. Mùng 3, mùng 4 hãy đi bán. 29 ngày làm ngày ăn mà. 29, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 5 ngày. Ngày 400 ngàn là 2 triệu. Cho dữ à. Chịu không? Méo rồi. Không chịu sao được. Gì vậy? À, hôm nay coi TikTok bây giờ cho buồn ngủ. Không có coi TikTok nữa. Hôm nay á, con đến đây á, thì thay mặt cho chị Lan ở Mỹ gửi cho nội một cái phần quà. Đây là phần quà chim Tết cho ông bà ha. Nội đem lên chim bà cho chim Tết cho ông bà. Phần quà này 300 nghìn. Thì cũng thay mặt cho chị tặng cho bé Ngọc với lại bé Như một cái bao lì xì trị giá là 700 nghìn cho hai bạn chia ra nha. Một bạn 350, hôm nay không gặp bé Như rồi. Chị Lan cũng thay mặt, nội mới hứa rồi đó. Chị Lan cũng thay mặt cho chị Lan ở Mỹ gửi cho nội thêm 3 triệu. 1, 2, 3, tổng cộng là phần quà của bà nội của bà nội với lại hai bé là 4 triệu đồng. Đây phần quà ăn Tết. Chúc nội là chỗ đại lý số là không chiều nay không lấy số người ta nữa. Ai, vui không? Vui. Gặp vui sao nói cho con chú nghe rồi. Vui. Ở nhà nội gói bánh nè, làm đồ ăn cho bà nội sao vui không nội? Vui. Con muốn nghe bà nội nói. Con muốn nghe bà nội nói những lời chúc mừng á đối với chị Lan. Dạ. Cái này là bao bao không, con chia cho con để vô bao cho Như giùm chú luôn nha. Nói lời cảm ơn đối với Mạnh Thường Quân cũng như là chị Lan ở Mỹ. Con đưa cho em con 350 con. Mạnh Thường Quân. Cô Lan ở Mỹ. Nói gì nói chúc lên chúc Tết á. Chúc mừng năm mới vui vẻ tất cả hết. Còn cảm ơn nhiều không mà nội? Cảm ơn thật nhiều. Tết nay nghỉ được vài bữa khỏe rồi. Bé Ngọc con trai mặt em như nói chúc cô chú luôn đi Ngọc. Cảm ơn cô chú anh chị đi xe cho hai chị em con. Cô Lan. Cô Lan. Cảm ơn cô Lan. Đã lì xì sao? Lì xì cho hai chị em con. Con có chúc cô Lan gì cũng như tất cả chúc. Các mạnh thường quân của chú Đạt nè, cô giấu tên rồi đó. Chúc cô chú năm mới vui vẻ. Sống lâu trăm tuổi. Rồi. Mang phát tài. Mang phát tài. Thay mặt cho ba bà cháu chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là Đạt Đồng Tháp đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong những ngày Tết này có được một cái Tết ấm cúng cũng như là có thể nghỉ ngơi vài ngày để mà hưởng một cái không khí mùa xuân cùng chung vui với tất cả mọi người. Trên cả nước này nói riêng và cô chú anh chị là Việt Kiều nói chung. Và xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lớp sau. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe và an lạc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.